Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng chủ trì phiên họp thứ 6 của Hội đồng. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng. Vâng, phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ của các tháng cuối năm 2023, xem xét cho ý kiến vào đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ban ngành, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua, đã có đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2023 có nơi, có lúc còn chậm, chưa bảo đảm tính liên tục, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác đánh giá tổng kết các phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng ở một số nơi chưa được chú trọng. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị chưa được đề cao. Vẫn còn để xảy ra sai phạm trong công tác khen thưởng. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng nơi, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. Chủ trì cuộc họp trực tuyến lần thứ 7 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập các tổ công tác để thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá. Có chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá ép giá, đầu cơ đất, khu vực mỏ vật liệu xây dựng. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, việc triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư, việc di rời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các đường điện cao thế vẫn còn chậm. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 vẫn chưa được triển khai theo các ý kiến chỉ đạo. Chi phí giải phóng mặt bằng tại một số dự án như cao tốc Cao Lãnh, An Hữu, Biên Hòa, Vũng Tàu tăng cao dẫn đến vượt tổng mức đầu tư của dự án. Về vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, bị chậm tiến độ do việc thương thảo với chủ sở hữu đất về giá chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Một số mỏ phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, mục đích sử dụng đất. Một số mỏ có hiện tượng đầu cơ tích trữ nhằm nâng giá đất, khu vực mỏ để trục lợi. Một số mỏ cát, các chủ mỏ không đồng ý nâng công suất. Các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long còn chậm trong triển khai cung cấp cát, ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về huy động vốn cho các dự án PPP, do việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư. Các dự án trục Đông Tây, đường vành đai mới khởi công nhưng còn nhiều gói thầu chưa triển khai thi công. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với EVN, Bộ Công Thương hoàn thành thỏa thuận liên quan đến di rời đường điện cao thế. Đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, các địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 3 năm 2023. Cùng với đó là rà soát kỹ lưỡng trình tự, thủ tục xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, không ban hành đơn giá, hệ số điều chỉnh giá đất thiếu cơ sở, làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng bất hợp lý, không phù hợp với khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của pháp luật. Thành lập các tổ công tác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng,
thuê đất bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá, có chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá, ép giá, đầu cơ đất khu vực mỏ, hoàn thành thủ tục để khai thác trong tháng 8 năm 2023 đối với 27 mỏ đã được địa phương xác nhận bản đăng ký và trong tháng 9 năm 2023 đối với 27 mỏ đã trình địa phương xác nhận bản đăng ký. Thì tôi đề nghị là hết sức tránh cái tiêu cực, cái tham nhũng liên quan đến vấn đề đấu thầu, đấu giá, liên quan đến cấp mỏ, liên quan đến nguyên vật liệu v.v. Đấy. Thế còn giá cả thì đề nghị Bộ Xây dựng các ông chí linh hoạt cho giá cả tùy theo tình hình và tùy theo thị trường. Thì chỉ mong là các địa phương các ông chí chủ động, tích cực hơn. Thì song song với lại cái việc quy hoạch và thực hiện triển khai các cái hệ thống đường cao tốc này thì các ông chí phải chuẩn bị triển khai cái không gian phát triển mới. Đó. Đặc biệt là cập nhật cái quy hoạch mới. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh An Giang bố trí các mỏ đang khai thác thay thế các mỏ đã tạm dừng, bảo đảm cung cấp đủ cát cho dự án Cần Thơ - Cà Mau trong năm 2023. Sớm triển khai thủ tục để giao mỏ cho các nhà thầu dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua Cần Thơ và Hậu Giang trong tháng 8 năm 2023. Tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh các thủ tục để các nhà thầu khai thác hai mỏ đã giao và sớm có chủ trương giao ba mỏ còn lại cho nhà thầu dự án Cần Thơ - Cà Mau trong tháng 8 năm 2023. Tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh thủ tục để các nhà thầu khai thác 6 mỏ đã giao trong tháng 9 năm 2023. Tỉnh Thái Bình rà soát báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nam Định - Thái Bình để bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Thành phố Hà Nội hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trình Thủ tướng trong quý 3 năm 2023. Phấn đấu hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án thành phần 3 vành đai 4 Hà Nội cuối quý 3 năm 2023. Từ chức năng nhiệm vụ của các bộ, Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chung sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải theo đúng kế hoạch đã đặt ra.